Kính thưa quý vị, các chuyên gia an ninh kêu gọi hành động chống lại hoạt động xâm phạm tấn công hệ thống máy vi tính mà còn được gọi là hacking. Tin tổng hợp Hoa Kỳ, sau một số các cuộc hacking nghiêm trọng, cảnh sát FBI đã lên danh sách các mối đe dọa mà hệ thống mạng lưới điện toán của Hoa Kỳ đang gặp phải. Cuộc thuyết trình về các mối đe dọa này trong ngày 28 tháng 2 năm 2013 tại thành phố San Francisco là kết quả của một số vụ tấn công xâm nhập máy vi tính tới các công ty và cơ sở thương mại. Gần đây, công ty Burger King và công ty sản xuất xe Chrysler cho biết tài khoản Twitter của họ đã bị tấn công. Trong khi đó, tòa soạn New York Times cho rằng một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Trung Cộng đã tấn công xâm nhập máy vi tính của họ. Ông Paul Biolis, giám đốc của công ty Risk Control Strategies Inc. cho biết các tội phạm trên mạng ngày càng tấn công, ngày càng tân tiến và khôn ngoan hơn, và đây là thời điểm để cho các công ty phản công lại. Theo các chuyên gia an ninh vi tính, thì các cuộc tấn công trên mạng đến các công ty của Hoa Kỳ có tính cách quy mô cũng như mạnh bạo đều phát xuất từ Trung Cộng. Ông Ian Bremer của công ty Eurasia, một công ty chuyên về an ninh trên mạng cho biết, các công ty của Hoa Kỳ bây giờ phải đối mặt với các cuộc tấn công để bảo toàn thông tin bí mật và riêng tư của họ, và nhất là khi các công ty này có cơ sở thương mại tại Trung Quốc. Quan chức liên bang nói rằng hacking hiện nay là mối hiểm họa mới, nhưng đồng thời cũng tạo ra một nhóm chuyên gia an ninh mới và hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ lẫn nhau để bảo tồn sự sống của cả nhóm.